hay gì lợn dữ đâu. Có dẻo này à? Thấp thôi cô. Thấp thôi. Người ta nói thằng mù đi không được mà sao mà ta lại dạy nó bánh à, chuyện lạ nghe. Hồi nhỏ tôi mê bóng đá, lúc đó nhà nghèo lắm, không có tiền mua banh đâu, tự tập tự chơi, rồi sau đó học hỏi rồi đến bóng đá để cho mình mê thoát nghèo, nên tôi cố gắng chơi bóng đá. Kỷ niệm đáng nhớ là năm U11 tôi được huy chương bạc giải cúp Milo toàn quốc, lần đầu tiên nhận cúp vui mừng lắm, với lực có một phần thưởng không nhiều, 500.000, nhưng mà thời đó tiền nhiều lắm, về cho mẹ rất mừng. Sao bà chạy xe? Năm 2015 tôi đang đá cho câu bộ Bến Tre, mà trên đường đi về đám giỗ cha tôi bị tai nạn giao thông, là từ đó tôi không còn thấy đường nữa. Lúc mà tôi bị tai nạn xong rồi, trong thời gian 2 năm trị bệnh mà không thấy đường đó, lúc đó tâm lý tôi bức bội, và nghĩa là mình làm nguồn gánh nặng cho gia đình. Từng là người nuôi cả gia đình mà bây giờ là lại là gánh nặng cho mẹ, như là mẹ lớn tuổi, nên lúc đó tôi muốn bỏ cuộc sống. Mỗi ngày tôi nằm ở nhà có mấy đứa cháu lại nó chơi, nói thầy Xanh ơi kể cho con thời đó banh, với hai thầy dạ dẫn con lên sân banh, thầy dạy con truyền cho con, thầy không nhìn thấy nhưng mà thầy dạy là kiến thức cho con. Lên đây các em ngồi một góc nhỏ ngoài sân á, nghe tiếng bóng là mê, nhìn nó mê mà trở ngược lại. Mà cơ của mình mà làm được thì chắc là từ cái em thành lập là bóng. Yeah. Hay là đúng rồi. Được không? Ok không? Phải làm cái khớp rồi ha, phải làm ha. Ngoài dạy bóng ra, tôi còn dạy mấy cháu cách sống, có nghĩa là phải biết kính trọng người lớn, yêu thương ba mẹ, bạn bè, không được hỗn hào, phải giúp đỡ những người cần cảnh ngộ của mình. Bị hiển thị nhưng mà bù lại cái xúc giác rất nhạy cảm, lỗ tai rất nghe rõ. Đá di chuyển nhiều vô, đá bên không tin lên, bật tường nhau kêu. Trên sân tập, mấy cháu phải thông tin, kêu, hò hét lên, thì tôi biết cháu phương hướng chạy thường nào. Cắt tiếng lên là tôi biết là ai. Bình thường thầy dạy con truyền và xuất xa. Khi mà thầy dạy thì thấy thầy rất là nhiệt huyết và rất tốt. Con thấy thầy rất là siêu, dạy được mấy con tập bóng và lùa bóng. Tương lai lớn lên muốn làm cầu thủ bóng đá. Một người kiếm thị nhưng mà có đầy tâm huyết, truyền đạt lại những cái năng khiếu mà một thời cứ chú Xanh lúc chưa kiếm thị đó cho tương lai mấy cháu sau này thì tôi rất mừng. Mấy cháu là niềm vui, ngày nào không ra sân là không ăn cơm được, không vui, gặp mấy đứa cháu này mới vui. Bóng đá đối với tôi là thấm vào máu, không bỏ bóng đá được. Tôi rất nhớ sân cỏ và nhớ bóng đá. Nhưng mà tôi đào tạo ra mấy cháu được như vậy, tôi rất mừng và tự hào. Giờ thầy làm không được, các em phải thay thầy làm.